Xin chào các bạn, lại là Jen đây, mình đã quay trở lại rồi và chào mừng mọi người đã đến với Actual Podcast. Đây là podcast đầu tiên bằng tiếng Việt về Actuary với mong muốn lan tỏa ngành nghề đến với các bậc phụ huynh và các bạn trẻ quan tâm đến Actual Science. Mỗi season sẽ đưa các bạn đến với một khía cạnh khác nhau về ngành Actuary để giúp các bạn có cái nhìn đa chiều và chân thực nhất về ngành. Hàng tuần tham gia trò chuyện cùng với chúng mình để là một nhân vật khách mời Việt Nam hiện đang theo học và làm việc trong lĩnh vực Actuary trên toàn thế giới. Chắc hẳn trong 4 season vừa rồi của tụi mình thì các bạn đã phần nào hiểu được về Actuary. Actuary là làm gì? Những bạn nào sẽ hợp với nghề? Làm nghề này thì sẽ gặp khó khăn gì? Hay sinh viên nghề này thì có gì vui? Vân vân và vân mây. Mọi người chắc cũng là thấy nghề này thú vị lắm rồi nhỉ? Vậy thì trong season 5 này với cái tên là Actuarial Career Path, tụi mình muốn mang đến cho các bạn góc nhìn về định hướng phát triển của ngành nghề này. Với 5 khách mời của season này đều là những người kỳ đặc biệt thành công với lựa chọn con người trên con đường Actuary của mình. Hãy cùng tụi mình đón chờ 5 tập của season này nhé. Trong tập đầu tiên của season 5 này thì tụi mình sẽ cùng gặp gỡ với anh Lê Thành Nam, một trong 2 người Việt đầu tiên đã lấy được chứng chỉ FSA ở Việt Nam, và hiện giờ anh Nam đang làm CFO, Phó Tổng Giám đốc Tài chính cho công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam. Anh Nam có 21 năm thâm niên trong nghề Actuary các bạn ạ, và cũng thuộc nhóm những Actuary đầu tiên ở Việt Nam. Em xin chào anh Nam và tụi em cảm ơn anh Nam đã nhận lời tham gia Actual Podcast của tụi em ngày hôm nay. Xin chào Jen và tất cả mọi người. Dạ, anh Nam ơi, câu đầu tiên mà tụi em muốn hỏi anh thì nếu như không phải làm Actuary bây giờ thì anh nghĩ là anh sẽ làm gì ạ? Anh cũng không biết nữa, nhưng mà anh nghĩ chắc là nếu mà quay lại 20 mấy năm trước lúc anh làm cái nghề đầu tiên là nghề kiểm toán thì có thể là bây giờ là làm ông kiểm toán viên hả? Hoặc là anh nhớ lúc đó anh có một cái lựa chọn nữa là có thể làm IT, có thể bây giờ đang ngồi phí máy coding, I don't know. Cuộc đời thì khó tưởng tượng, nhưng mà nếu mà quay lại rồi xong project tới thì anh nghĩ chắc là vậy, hai khả năng đó rất là cao. Hoặc là IT hoặc là auditor, làm kiểm toán viên. Vậy thì ngày xưa cơ duyên gì đã đưa anh đến với Actuary vậy? Anh có nghe mấy cái podcast của các bạn, anh nghĩ cái cơ duyên nó ở đây rất là nhiều trong cái nghề Actuary, đặc biệt ở Việt Nam. Cái chữ cơ duyên em dùng rất là đúng. Chưa bao giờ anh nghĩ là anh sẽ đi cái nghề này. Cái cơ duyên nó diễn ra là cái lúc đó cái bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam nó bắt đầu, anh nhớ khoảng năm 1999-2000 là bắt đầu đến Việt Nam. Một ngày đẹp trời nào đó anh đọc một cái advertising tuyển cái nghề này, rất là hot. Tìm hiểu, lúc đó internet cũng chưa ấy mà cũng tìm hiểu được thì thấy cái nghề này cũng hay. Hồi xưa anh học về toán kinh tế rồi xong rồi anh đi làm về kiểm toán 2 năm thì lúc anh thấy cái ad về cái này, thấy cũng hay, có vẻ là hợp với mình, tìm hiểu thêm thì thấy có vẻ càng hợp nữa, nhưng mà mình chỉ feel lên vậy thôi. Rồi đi vô phỏng vấn test rồi đi qua Hồng Kông làm, thì càng làm thì nó càng thấy nó càng đúng cái lựa chọn, đúng cái đam mê của mình. Thì anh nghĩ nó xuất phát từ cái cơ duyên đó, một cái lúc mà industry nó bắt đầu phát triển ở Việt Nam, nó cần cái nghề này. Và anh cũng đang loay hoay với lựa chọn cái gì là cái hợp lý cho cái nghề của cái tương lai của mình. Thì cái advertising về cái nghề nó đến ngay trước mắt anh. Thì anh bắt đầu đi từng bước là nó cứ đi như vậy. Nhưng mà cái điểm đầu là vậy. Thế vậy trong vòng 21 năm vừa qua thì anh đã trải qua những vị trí gì trong ngành Actuary? Cái con đường của anh đi thế nào để được đến trở thành một CFO bây giờ? Anh may mắn là anh chỉ làm một công ty, thành ra con đường nó cứ đi thẳng lên thôi. Anh nhớ anh bắt đầu là hồi xưa người ta gọi là Actuary Student hay là Actuary Trainee. Bắt đầu qua học việc thì bắt đầu ở Hồng Kông. Thì lúc đó ở Việt Nam không gọi là bắt đầu cái nghề này, nhưng mà cũng không có cái nghề để học nữa. Thành ra là đa phần các công ty bảo hiểm lúc đó sẽ gửi người qua nước khác học, hoặc là cử một người qua đây để giám sát để học. Thì AA thì nó cử tụi anh đi qua Hồng Kông làm 2 năm. Actuary Student thì trong 2 năm nó học rất là nhiều về những công việc really actuarial. Từ pricing, coding, modeling, cái gì cũng làm hết. Reinsurance. Rất là, anh tưởng tượng là 2 năm đó anh học, anh làm chắc bằng khoảng chừng 5-7 năm ở Việt Nam. Sau đó rồi cũng bắt đầu thi, rồi quay về Việt Nam. Tụi anh bắt đầu... Lúc đó AA định hướng là nó vẫn tiếp tục dùng cái service bên Hồng Kông, thì anh quay về anh làm một số cái function reporting mà support cho bên sale á, nó gọi là distribution support.
rồi sau đó anh qua bên cái product, lo cái sản phẩm cho công ty. Rồi sau đó anh mới chính thức quay lại cái phòng Azure, Azure Function Department ở Việt Nam, chính thức setup á. Là anh lúc đó khoảng chừng 2008. Rồi bắt đầu tiếp con đường Azure từ lúc đó đến giờ, đến lúc đến vị trí cuối cùng anh làm trong Azure là Appoint Azure, thì 3 năm trước đây anh lên cái CFO đó, thì nó từ qua Hồng Kông học Azure về Việt Nam làm một số cái function supporting hay là product management, product marketing, rồi Appoint Azure, rồi lên CFO. Ok, à, thế là một con đường đúng là 21 năm đúng là theo nghề actuary từ đầu đến đến CFO luôn bây giờ. Anh nghĩ có thể cái giai đoạn mà từ lúc về Việt Nam mà tới khi anh quay lại cái nghề actuary nó khoảng 4 năm, 3 năm đó, là anh làm những À. cái nó hơi khác. Nhưng mà nó cũng Support xung quanh cái function. actuary, ví dụ cái product thì cũng khá nhiều cái liên quan đến actuary. À, ok. Thế bây giờ mà quay trở lại tầm khoảng 20 năm trước này, anh mới đi làm, mới bắt đầu chuyển sang nghề actuary, anh có nghĩ là một ngày mình sẽ lên đến vị trí CFO như này hôm nào? Không, anh nghĩ không ai không không bao giờ anh nghĩ được là mình sẽ lên cái vị trí CFO ngày hôm nay, hoặc là cái vị trí nào trong công ty. Anh nghĩ cái đó cũng bình thường trong 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 ai mình đi làm, hoặc là cái cuộc sống nó trải qua của mình nhiều cái nó mình học mình biết, nó chỉ cần nó là một cái cây thôi, nó đụng qua đây nó qua đây, nhưng mà nó chỉ cần đổi một cái decision nó sẽ đi qua chỗ khác liền. Thành ra là khó, không không biết được. Nhưng mà anh biết là cuối cùng anh phải đi đến cái cuối cùng của cái nghề này là cái qualify. Anh biết là cái nghề này sẽ đưa anh đến một cái chỗ anh rất là technical trong công việc, và anh có thể có một cái senior position về cái very technical. Nhưng mà nó đi nghiêng qua đến hơi CFO, nó hơi về về kinh doanh, nó về ấy, thì anh không có project được. Nhưng ít nhất cái phần mà at least là chief actuary or actuary, anh nghĩ anh có thể project được. Thế là ngày đầu đi làm thì sẽ nghĩ là đến cái point của mình đã là qualified actuary, đấy là appointed actuary, chief actuary, là mình biết là mình project được đến đấy. Nhưng mà dễ hướng sang CFO lại là một con đường mà anh không nghĩ tới, nhưng mà lại được đến, là lại đến đấy đến bây giờ. Thế vậy thì theo anh, bí mật gì đã đưa anh trở thành một người đứng đầu một tập đoàn bảo hiểm như ngày hôm nay? Theo anh thì cái, em nghĩ là chắc là rất nhiều người cũng ở cái thời điểm giống anh, và rất nhiều người cũng bắt đầu học actuary. Vậy thì tại sao lại là anh lại là người trở thành CFO mà rất nhiều người khác thì lại không ạ? Bí mật hả? Anh nghĩ thứ nhất là mình tập trung mình làm những cái gì mình giỏi. Cái thứ hai là mình đam mê, mình thích những cái gì mình làm. Hai cái nó hỗ trợ cho nhau và cái result nó sẽ đến thôi. Nói thì dễ, nhưng mà cái thực sự là sao mình biết được cái điểm mạnh của mình là gì, cái giỏi của mình là gì. Rồi làm sao mình giữ được cái đam mê cái công việc mình làm giỏi đó. Anh nghĩ nó là một cái quá trình, nó là một cái trải nghiệm đủ lâu và đủ sâu thì mình mới đi qua được hết tất cả này. Quay lại cái câu chuyện của anh muốn chia sẻ với các bạn trẻ học Azure ngày hôm nay, hoặc là cái định hướng cái muốn học cái nghề này, thì anh là một trong những cái batch đầu tiên của Azure mà locally ở đây nội địa đó, Made in Việt Nam á. Chẳng những Made in Việt Nam nữa mà còn gọi là do it yourself. Là thời của tụi anh là không có sách vở, không có trường nào dạy hết. Công việc anh mới nói thôi, còn không có Việt Nam nữa, đi qua Hồng Kông đi học. Thì học cũng không có ai dạy, nghề nghiệp cũng không có ai đi trước hướng dẫn mình, thì gần như là tự mày mò. Nhưng mà cũng cái đó là cũng cái khó khăn, nhưng mà cũng là cái cơ hội. Lúc mình mày mò mình sẽ tìm hiểu được rất là nhiều. Nó khó khăn thật. Cái con đường của anh nó khá là khó khăn, tại vì anh đi thi cái nghề này là lúc mà anh đã ra trường rồi, anh đi làm rồi. Thì trong lĩnh vực này các bạn biết rồi, ai mà vừa đi làm vừa đi thi thì mới biết cái nỗi đau nha. Nếu mà đi học ăn rồi học rồi thi thì cái chuyện đó anh nghĩ thì nó đơn giản hơn nhiều. Thì cái con đường đó anh hơi là đi ra rồi đi 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 làm rồi mới bắt đầu thi, thì nó có nhiều cái challenge, nhưng mà qua những cái challenge đó thì mình mới hiểu được cái nghề này hơn, mình chịu khó mình tìm hiểu hơn. Thì anh nghĩ cái đó là một cái trong trong cái khó khăn nó nảy sinh cái
cái cơ hội đó, mình hiểu được nhiều và mình cũng có nhiều cơ hội làm nhiều nhiều cái lĩnh vực xung quanh cái actuarial. Tại vì cái nghề nó khá là hiếm lúc đó, thành ra là mình sẽ được rất là nhiều cái nơi có thể dùng được cái công việc của mình cùng lúc. Thành ra nó cứ như như vậy, nó làm cho mình hiểu sâu cái nghề, mình lại càng thích cái nghề, rồi mình làm tiếp nữa thì mình cảm thấy nó rất là gọi sao, cái chữ đam mê nó đến lúc nào không hay về cái nghề này. Thì anh nghĩ cái ở đây là cái độ tập trung của mình, cái độ mình làm cái gì thì mình bỏ bao nhiêu cái công ra thì nó sẽ quay lại mình bấy nhiêu, nó sẽ đến rồi. Nó hơi có thể cái người hồi này nó đối với anh nó hơi giống như chạy marathon gì đó, nó từ từ, nó chậm nhưng mà nó sẽ đến, và lúc nó đến rồi thì em nghĩ cái cảm giác mà chạy được 40 mấy cây số thì nó sẽ như thế nào. Thì anh nghĩ nó là mình phải có cái đó thì nó sẽ đưa em tới cái thành công thôi. Ông công nhận ấy, ở season 1 em phỏng vấn Duy ấy, một bạn tên là Duy, bạn ấy cũng ví actuary như một hành trình chạy marathon. Em là người em chưa chạy marathon bao giờ, nhưng em chạy half marathon rồi, em chạy 21 cây rồi, nên em biết là cái đoạn cuối ấy, khi mà em về đích thì em cảm thấy thế nào. Thì đúng là hôm nay em có thể hiểu được là anh Nam có ví dụ là cái việc là đúng là hành trình khi mà đến đích là nó như thế nào, cứ đi là sẽ đến thôi. Vậy thì trong cái hành trình 21 năm làm actuary của anh, có lúc nào anh muốn bỏ cuộc không ạ? Anh nghĩ phải 2 lần, ít nhất là 2 lần. Anh nhớ được, nhớ được ngay lập tức là 2 lần. Anh nhớ cái thời đó, một là actuary ở Việt Nam thì đọc trên báo, đọc research trên nước ngoài rất là hay, nhưng mà sự thật ở đây làm cái gì thì cái lương bổng, cái cơ hội nghề nghiệp nó cũng hơi mơ mơ. Anh nói là 20 năm trước chứ không phải bây giờ. Bây giờ thì rất là khó. Rồi đồng thời lúc anh nhớ cái thị trường chứng khoán á, nó lên nhanh lắm. Mấy bạn cùng lưới với anh mà đi làm chứng khoán hay làm IT cũng hơi bị xốn xao tí xíu. Nhưng mà bình tĩnh lại, anh nghĩ cái gì nó cũng cái gì nó lên rồi nó xuống thôi. Mà cái gì nó stable, nó long term, giống mình coi cái này đường dài của mình. Lúc mà em coi cái này là một cái đường dài á, một cuộc chơi đường dài, thì mình bình tĩnh trở lại, mình thấy không có vấn đề gì hết. Thì anh nghĩ đó là một lần. Lần thứ hai là bản thân trong cái thời gian làm việc AI, anh có nhiều cái function mà anh nghĩ anh có thể làm được, và anh gần như anh đó, hồi nãy anh chia sẻ anh qua một số cái phòng anh làm, mình làm được rất là dễ dàng, tại vì nó cũng rất là gần về về logic, về toán, về cái hiểu về bảo hiểm. Nhưng mà mình cũng đủ để mình đuôi ra, để mình làm quay lại cái nghề chính của mình, chứ mình không lấn qua cái những con đường đó. Những con đường đó nó không có khó bao nhiêu với actual, nó qua được liền, mình dùng được liền, mình làm được cái những công việc đó liền. Nhưng mà again anh nghĩ nếu mình đường dài thì nó cũng không phải là cái nhiều cái value bằng quay, chỉ bằng quay ngược lại actual để đi tiếp con đường. Thì đó là lần thứ hai gần như anh muốn bỏ ra ngoài actual, anh làm mấy cái công việc khác mà nó cũng hứng thú trong công ty bảo hiểm. Thú vị hơn. Lúc sau thì anh mới quyết định quay lại chính thức cái nghề actuarial. Thì nó cũng, mặc dù em nói một công ty thôi nha, mà anh đã có nhiều cái xu hướng gì các bạn trẻ, là như nó nhiều công ty trên thị trường, nhiều cái vị trí, Công nhận. nhiều cái industry nữa, thì cái độ lựa chọn của mình nó khó cỡ nào. Nhưng mà anh advise một điều cho các bạn trẻ bây giờ, cái gì mình nên làm nó có cái long term thinking tí xíu, patient tí xíu, Anh nó nhận sẽ một đến, tất chút. cả sẽ đến mà đến. Tất nhiên 21 năm thì anh có nhiều cái câu chuyện đằng sau 21 năm, nhưng mà đừng có nóng vội quá, đừng có thấy 1-2 năm không thấy cái gì hết rồi. Mình cứ đào sâu vô, mình cứ tìm hiểu nó, mình làm hết sức của mình. Cái con đường này là con đường dài, quay lại anh khẳng định cái này con đường rất là dài. Anh có nói là anh ở AIA đến 21 năm mà anh chỉ làm duy nhất có một công ty thôi. Thế vậy thì tụi em có tò mò là điều gì ở AIA đã giữ anh ở lại đây lâu đến vậy? Cái này nó giống như là mình hỏi tại sao một cái marriage mà nó kéo dài lâu một cái thì mới xong rồi nó cũng divorce lại à? Anh nghĩ nó là 2 bên. Một là anh AI thì nó có những cái chiến lược với lại cái cách làm của nó cũng cũng, cũng khác trên thị trường. Thí dụ cái cách quay là khá là long term, cái gì nó cũng nhìn cái strategy nó khá là đường dài. Và bản thân AI nó cũng có cái thay đổi, gọi là cái dynamic rất là nhanh với thị trường, cái độ phản ứng nhanh nhạy với thị trường.
nó kiểu keep on changing. Em cảm thấy là giống như là luôn luôn refreshment every 5 years. Thì anh nghĩ hai cái đó, và cái thứ ba nữa, nghĩa là cái chú trọng về con người, phát triển con người. Anh đến được ngày hôm nay là tại vì thực ra là cái định hướng của công ty là tập trung phát triển nguồn lực local, tập trung phát triển nguồn lực in house đó. Thì mình tập trung thì nó sẽ tạo cơ hội rất là nhiều cho những nhân viên mà gắn bó với công ty. Thì anh nghĩ cái định hướng nó cũng một cái định, nhiều công ty rất là đơn giản, có thể thuê actuary bên nước ngoài về, sau 2 năm lại thuê nữa, thì cũng là một cách làm. Nhưng mà bên công ty anh thì nó anh muốn cái gì nó hơi đường dài, và cái gì nó mình trồng cây lâu năm thì mình mới hái được cái quả. Thì thì anh nghĩ cái đó nó cũng ba cái yếu tố nó khá là gần với những cái tính cách của anh hả? Anh thích, rất là thích phát triển người, anh thích cái gì long term đó. Thì mà anh cũng thích cái gì nó dynamic nữa, anh thích cái gì nó năng động, nó luôn thay đổi, chứ mấy industry mà bảo hiểm nó đã boring rồi mà mình làm nó boring nữa thì chán lắm. Thành ra nó phải keep on refresh. Thành ra anh nghĩ những cái đó nó vừa cái công ty nó là như vậy, và cái tính cách của mình, cái ý thức muốn của mình nó cũng giống như vậy. Thành ra nó match với nhau thì nó, anh nghĩ 20 năm hay 30 năm nó không phải con số, nó chỉ là mình match với nhau, mình hợp với nhau thì mình tại sao. Câu đòi hỏi của anh ngược lại là why not AA? anh nghĩ thì đó thì trong trường hợp của anh là như vậy. Nhưng mà anh nghĩ trên again quay lại những cái anh nói trước đây, thì mình làm mình có cái tầm nhìn, mình cố gắng chọn một công ty nó hợp, và mình giữ cái gọi là cái patience và cái view cùng với công ty thì mình rất là dễ phát triển. Rất là nhiều lựa chọn, mình có thể lựa chọn công ty đúng không? Trẻ năng động, làm cái thị trường này làm kiểu nọ, mình chọn được hết. Nhưng mà lúc mình chọn rồi thì mình nên patient theo cái lựa chọn của mình để đạt được đó. Thì là cái lựa chọn nghề cũng quan trọng, mà tới lúc mình lựa chọn cái công ty nó cũng quan trọng, rất là quan trọng. Anh không muốn cái nghề, cái công ty nào mình cứ làm 2 năm mình đổi, anh nói đó không phải cái style mà anh thích. Mà anh nghĩ nó các bạn làm nó biết cái đó nó không phải là cái gì nó đường dài nó. Thì quay lại cái chuyện phát triển cái talent hay là cái local talent đó. Anh khá là tự hào là hiện nay anh thấy nhiều nhân viên cũ của anh bây giờ có những cái vị trí rất là tốt trong industry, ở local hay là ở nước ngoài đúng không? Thì những cái podcast mà anh nghe trên Spotify cho cái chương trình này, nó mấy season trước, anh thấy rất là nhiều nhân viên của anh họ rất là phát triển rất là nhanh. Anh không ngờ là bây giờ họ grow như vậy. Cái độ maturity và cái advice lại cho tuổi trẻ bây giờ, anh thấy cái thế hệ của anh trước qua rồi ra một thế hệ như vậy, và bây giờ những thế hệ đó tiếp tục nở và contribute back ngược lại cho giống như các bạn đang học nghề bây giờ. Thì anh đấy là anh rất là tự hào. Nếu mà anh sẽ nói là khá là nhiều cái người trong lúc mà làm việc ở AA anh hỗ trợ để thi cử, động viên, và bây giờ tất nhiên cái thế giới nó rộng, nếu bạn bay nhảy ra ngoài nó có nhiều cái cơ hội rất là lớn. Thì cái đó cũng là một cái tự hào. Thì quay lại ba cái điểm mà anh nói đó, cái long term, cái dynamic và cái build up, cái tinh thần build up. Hay quá. Các bạn nghe podcast này chắc là sẽ có một cái ấn tượng rất là tốt về lại AAA, vì là đấy, anh Nam ngồi đây 21 năm ở với AAA và anh Nam vẫn còn có một niềm tin là bởi vì mình 20 hay là 30 năm, nó chỉ đơn giản là câu hỏi why not, tại sao lại không phải là AAA. Khi mình đã tìm thấy, giống như kiểu là hai người tìm thấy nhau rồi ấy, thì là đấy, giống như một cái marriage như anh nói ấy, là nó không đo bằng khoảng thời gian nữa, là đo bằng cái gì mà chúng mình, cái kinh nghiệm, cái khoảng thời gian chúng mình có với nhau, và cái gì chúng mình có thể làm với nhau. Thì em thấy các bạn nghe podcast kiểu gì cũng sẽ có một ấn tượng rất là tốt về AAA. Rồi, em nghĩ là cho em hỏi một câu như thế này nữa đi. Em nghĩ là rất nhiều các bạn nghe podcast từ season 1 đến giờ rồi, nhưng mà một cái mà bọn em vẫn chưa emphasize vào kỹ được ấy, đấy là theo anh thì vì sao actuary đã đóng vai trò rất là quan trọng trong các công ty bảo hiểm đến vậy? Bởi vì rất nhiều các actuary bây giờ lại đóng ở những cái vị trí rất là quan trọng, như anh là như appointed actuary, như CFO, em even là nhìn thấy cả CEO là từ actuary lên. Thì vậy tại sao theo anh thì actuary lại đóng vai trò quan trọng trong ngành bảo hiểm đến như vậy? Anh nghĩ
có thể ở Việt Nam này mình nói là trong ngành bảo hiểm, nhưng mà trong cái financial service nói chung hoặc là actual bên thế giới nó dùng trong nhiều lĩnh vực chứ không nhất thiết là bảo hiểm. Đúng. Nhưng mà anh nghĩ một cái mà cái core value của actual á là cái tầm nhìn của họ, cái gì mà họ phải project, họ phải nhìn vào, họ phải tưởng tượng rất là dài, long term. Mà em hiểu bảo hiểm hay là cái social finance, financing, mấy cái social finance institution hay là industry nó phải có cái gì rất là long term. Thì cái điểm mạnh của nghề actuarial cho mình cái khả năng whatever you call it, projecting hay là forecasting hay là whatever. Nhưng mà cái khả năng mình nhìn xa như vậy để mình protect một cái financial long term cho khách hàng của mình, cho thị trường, cho xã hội. Cái đó rất là quan trọng. Và họ trong cái nghề actuarial giống như là luật sư hay là bác sĩ, nó có những cái ethic để mình làm cái chuyện nó một cách đúng đắn và vì một cái mục đích xa hơn là cái chuyện kinh doanh đương nhiên mình kinh doanh, nhưng mà nó phải có cái ethical đó, có long term đó, tại vì nó ảnh hưởng cái cả một cái xã hội. Đúng không em? Insurance mà nó không đúng là nó ảnh hưởng cả một cái xã hội, thành ra nó có những cái technical đó và những cái ethical đó để nó giúp cho cân bằng lại tất cả những trong pressure trong industry, giúp cho cái thị trường nó được lâu dài lành mạnh. Thì tất nhiên nó có nhiều cái vấn đề về technical, ethical, nhưng mà anh nghĩ nếu mà trả lời ngắn gọn thì nó là như vậy, nó là cái technical rất là đặc biệt cái actuarial để hiểu được cái long term của bảo hiểm. Actuarial đóng vai trò quan trọng trong bảo hiểm bởi vì là họ là người sẽ vẽ ra được cái tương lai của sản phẩm bảo hiểm để bảo vệ cho những người mà mua sản phẩm bảo hiểm như là bọn em đây, đúng không ạ? Là chủ các anh sẽ phải làm thế nào để cho cái tiền bọn em bỏ vào đi mua một sản phẩm bảo hiểm, mua một sản phẩm tài chính mà để biết được là nó bảo vệ cái như thế nào cho bọn em, đúng không ạ? Thì đấy là vẽ ra và phải đảm bảo nó happen. Em biết là nó là pricing, nhưng mà nó là mấy experience study, rồi nó là mấy cái valuation, nó là nguyên một cái dây chuyền. Nó vẽ thì dễ lắm, nhưng mà vẽ và make nó happen, giữ được cái promise của mình. Bởi vì cái này, cái nghề này nó hay vậy. Ai hỏi là nghề này chỉ tính toán mà, tính toán ai cũng tính được. Nhưng mà tính toán á, làm sao biến cái tính toán nó thành cái hiện thực á, thì em phải hiểu cái business, đúng không? Và nếu không chỉ là một người ngồi tính toán thôi, không hiểu business thì làm sao mà anh dám hứa hoặc là dám design một cái sản phẩm như vậy. Thành ra nói một cái hay là nó vừa kết hợp cái hiểu biết của mình về cái logic tính toán, nhưng mà cái hiểu biết về cái business rất cực kỳ quan trọng. Đối với anh nó hai cái nó quan trọng ngang nhau, rất là quan trọng. Nếu mà mình có cái tính toán, mình không hiểu business thì nó không có, gọi là anh hay nói là sustainable. Nó phải, mình hiểu cái này mình vẽ ra giống như em nói, mà mình phải deliver nó được. Mà để deliver được, em biết rồi, cái bảo hiểm nó là nhiều cái biến để nó đúng, nó rồi, mấy cái promise happen đó, nó là đầu tư, nó là mortality, nó là risk, rất là nhiều thứ. Thì gần như em phải hiểu hết cái này thì em mới design cái sản phẩm đúng, hoặc là em manage cái sản phẩm cho nó đúng theo ý em được. Thành ra là mấy bạn thường hay quên cái vế số 2, mấy bạn trẻ chỉ nhớ vế số 1, toán, cái này là tính hết actuarial model cả nào bấm nút rồi. Nhưng mà cái số bên cái phần bên này á, thì anh nghĩ nó là một cái real, add hai cái lại cái value nó rất là mạnh. Ok, thế bảo sao người ta hay ví actuarial là trái tim của các công ty bảo hiểm á, không phải đấy, không chỉ một function là sản phẩm, mà nhiều khi nó còn liên quan đến rất nhiều các function khác nữa. Nó không chỉ là đúng là vẽ ra cái sản phẩm đấy, và vì anh bảo là vẽ ra là dễ đấy, nhưng mà rất nhiều các hoạt động tiếp theo về đằng sau để deliver nó, make it happen và giữ được cái lời hứa đấy của mình thì đúng là thì đấy là lý do người ta tại sao mà em vẫn hay nhớ là mọi người hay nói actuarial là trái tim của công ty bảo hiểm. anh nghĩ chắc vừa trái tim mà vừa bộ não nữa. Trái tim và bộ não. Thế anh vừa nói là actuarial ở Việt Nam thì chỉ đang làm nhiều ở bảo hiểm, nhưng mà ở nước ngoài thì đang làm ở các cái ngành nghề khác. Thế thì bây giờ nếu như các bạn actuary ở thời điểm bây giờ học actuary ở Việt Nam mà let's say sau này không muốn làm bảo hiểm, thì các bạn có thể làm được những cái function gì khác hoặc là ở các industry nào khác không, theo anh?
anh làm Hồng Kông có hai mấy năm về trước, anh cũng rành thế giới mà Azure bây giờ bên mấy nước khác, nhưng mà mấy bạn trẻ bây giờ tuyển về, anh thấy mấy bạn làm rất là rộng, từ từ consultant, từ investment, từ banking, mấy cái phân cực kỳ lớn trên thế giới luôn. Rồi có người nói với anh là có thể làm mấy cái trong bây giờ cái trend mới là mấy cái data scientist á. Thực ra trong trong mấy cái track của SOE bây giờ nó cũng bắt đầu có những cái học về cái đó. Thế giới bây giờ là data mà đúng không? Mà Azure thì rất là giỏi về data, nhưng mà bây giờ nó có thể không nhất thiết là data trong bảo hiểm, nhưng mà những cái analytical theo một cái hướng về business hơn. Anh thấy có rất là nhiều người Azure bây giờ có làm về mặt data analytical luôn. Em nghĩ những cái giải thuật bây giờ trong Google hay là Amazon, tức là những cái đó đằng sau nó là toàn là toán học không, đằng sau nó toàn là data không. Thì đó, anh nước ngoài anh nghĩ nó rộng như vậy, nó có những cái rất là interesting như vậy, nhưng mà thì anh chỉ biết qua những cái gì những bạn trẻ mà chia sẻ với anh. Còn ở Việt Nam thì anh nghĩ bây giờ tập trung làm trong bảo hiểm không là nó cũng 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 còn không không đủ cái nguồn lực, không đủ cái để làm nữa. Thì nhưng mà anh observe cái trend của Việt Nam mình trong vòng mười mấy 20 năm, đặc biệt khoảng 5 năm đổ lại đây, các bạn học nghề này nó rất là giỏi, tiến rất là nhanh, cơ hội thăng tiến nhiều, và có bản thân cái industry họ cũng bắt đầu hiểu được cái value và dùng được nhiều cái talent của Azure này. Không nhất thiết là phải làm trong pricing, nó phải nhiều cái bộ phận trong một công ty bảo hiểm. Thành ra là anh nghĩ bản thân cái industry ở Việt Nam nó không có được rộng giống như là trên thế giới về về nhiều lĩnh vực, nhưng mà bản thân trong cái lĩnh vực nhân thọ thì người mà học về Azure thì có thể có nhiều cái cơ hội cho một công ty bảo hiểm, ngoài cái việc là trong phòng định phí hoặc là về finance, nhưng mà nó có thể những cái bộ phận sản phẩm, risk, even lên cái tầm strategy. Tất cả các kiến thức Azure nó rất là helpful cho những cái lựa chọn nghề nghiệp đó. Anh có nói là anh observe cái sự phát triển của actuary trong vòng 5 đến 10 năm, từ 10 15 năm trở lại đây, thì theo anh thấy thì cái sự phát triển của industry của ngành bảo hiểm so với cái sự phát triển của local talent, đấy là các bạn đang học actuary, thì anh có còn thấy cái gap nó còn không, và nó có còn nhiều các cơ hội cho các bạn trẻ học actuary bây giờ ra, hoặc là let's say, tại vì bây giờ nếu như các bạn ấy học thì phải đến 4-5 năm nữa các bạn mới ra trường đúng không ạ? Thì 4-5 năm nữa các bạn ấy mới bắt đầu có thể đi vào cái ngành nghề này được, thì bắt đầu mới đi vào cái đi làm được. Thì theo anh đến cái thời điểm 4-5 năm tiếp theo đấy, thì liệu còn cái cơ hội phát triển của Actuary ở Việt Nam còn nhiều không, và còn nhiều space, còn nhiều room cho các bạn ấy để những bạn trẻ học thời điểm bây giờ mới bắt đầu học, 4 năm nữa ra trường vẫn sẽ có những thứ rất hay ho để làm. Anh nghĩ cái nghề Azure này chắc nó cả trăm năm rồi hả? Mà nó vẫn phát triển mạnh, nó cũng là một luôn luôn là top 10 job in US. Anh Đúng không biết rồi bây giờ ạ. còn, anh nhớ hồi xưa Đúng rồi, lúc có. anh đến cái nghề này là hai mươi mấy năm trước, anh search lên anh ấn tượng là cái top 10 cái job đó. Anh hốt là bây giờ nó vẫn vậy. Thì để Đúng em rồi ạ. thấy là Việt Nam mình very young, 20 year. Thành ra câu trả lời của anh là chắc chắn sẽ còn rất là nhiều cơ hội. Anh nói ví dụ hai 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 mảng anh có thể tưởng tượng thôi. Cái Azure này nó đang phát triển theo cái insurance industry đúng không em? Mà industry ở Việt Nam nó life insurance đó, cái tốc độ phát triển rất là nhanh, rất là tốt, liên tục 20-25%. Và cái penetration của Việt Nam cũng rất là nhỏ, nó đang cần cái potential rất là lớn, penetration dưới 10%, mấy nước khác là 70-80%. Thành ra Đúng em rồi. thấy một cái cơ hội phát triển rất là lớn cho industry. Mà nếu industry phát triển thì không có gì mà lại không có actuary đó hết. Là cái đó theo cái độ độ rộng. Theo cái độ sâu á thì anh thấy là bây giờ các sản phẩm quay việc của industry ở Việt Nam á, nó khá là cơ bản. Những sản phẩm anh nghĩ nếu mà giống như nó hơi chậm hơn so với trên thế giới rồi đó. Thực ra nó cũng là
market với lại ấy thôi, nhìn Đúng rồi. cái thị trường của mình. Thành ra nếu mà em đi một cái độ sâu của sản phẩm á, thì nó còn rất là nhiều những cái sản phẩm nó phức tạp, nó đem được nhiều cái cover khác cho khách hàng. Mà nếu mà cái sản phẩm đi sâu như vậy, nó deep như vậy, thì cái độ mà mình cần actuarial nó lại càng nhiều nữa. Thì anh chị mới nói hai cái thứ ba mới vừa nghĩ xong là cái những cái chuẩn hóa về reporting á, những cái standardized mới thì mọi người hay nghe nói về cái IFRS 17 á. Đúng rồi. Thì cái độ mà reporting của bảo hiểm nó càng ngày nó càng requirement nó càng nhiều hơn, và nó càng quốc tế hóa nhiều hơn. Thì hồi xưa ở Việt Nam nhiều lúc mình nói là mình nhỏ không sao, nhưng mà càng ngày nó càng lớn, thì cái khả năng mình phải consolidated, nhất là những tập đoàn lớn nó càng nhiều nữa, thì cái nhu cầu về cái reporting, cái hiểu biết của bảo hiểm để mình đi cùng với lại cái những cái standard của thế giới nó lại càng nhiều nữa. Thì anh mới nghĩ ba cái ngay lập tức là có thể là cái chưa, chắc chắn là 5 năm tới cái demand nó sẽ tăng theo cái industry, độ sâu của sản phẩm và độ sâu của cái reporting. Dạ, ok. Chắc chắn. Thế với một cái chắc chắn từ anh thế này, thì các bạn nào học sinh cấp 3 hoặc là các bạn đang nghe podcast này, bạn nào mà đang có hứng thú với lại actuary, thì các bạn có thêm một chút tự tin cho mình là chắc chắn cái nghề này chỉ có thú vị lên thôi, chứ không bớt thú vị đi đâu. Nên là nếu mọi người có đang có tò mò về ngành nghề này thì hãy tiếp tục tìm hiểu, và nếu như mà bạn có duyên thì biết đâu sau đấy lại sau này trở thành đồng nghiệp với anh Nam. Anh nghĩ cái mình thực tế là vậy nè, cái nghề hoặc cái học cái này á, rồi đến được cái nghề này á, ở cái nghề này á, đam mê cái nghề nó là một cái, anh gọi là một cái journey. Thành ra là anh cũng không expect là các bạn trẻ bây giờ ngay lập tức là đang học cấp 3 hoặc là định đại học, định hướng nào mình phải làm, nhưng mà các bạn open mind, biết là có cái nghề này, thử tìm hiểu một lần, hai lần, thử nói chuyện với các anh chị đi trước đó, rồi mình từ từ mình làm, mình thấy nó hay mình tiếp. Anh là người rất là trễ đến cái nghề này, anh đã đi làm đi học thì xong anh mới bắt đầu cái nghề này lúc mà mọi người gần như là đã thi xong rồi, anh mới bắt đầu đi thi nó cũng, nhưng mà cái đó không quan trọng, mà cái điểm là mình lúc mình xác định được rồi, mình thích nó rồi, mình bắt đầu mình làm thế, mình lại thích nó hơn, thì cái journey đó nó quan trọng. Rất là nhiều bạn trẻ bây giờ anh nghĩ là may mắn là ngay lập tức mà đi, đặc biệt các bạn đi du học nước ngoài á, là có cái định hướng ngay trong trường đại học là bạn biết cái nghề này. Thì nhưng mà có nhiều bạn ở Việt Nam mà mình chưa được hiểu cái này, thì nên nói chuyện nhiều với những thế hệ đi trước đây, tìm hiểu về thêm cái nghề này, để từ từ cái lựa chọn của mình nó càng chính xác hơn, nó lâu dài hơn, mình đam mê đó. Chứ bây giờ anh nói thiệt là nói ngay lập tức là anh convince một người để đi học cái nghề ấy chưa, không có đâu. Nó phải là một cái trải nghiệm. Công nhận. Thế bây giờ em nghĩ là một câu cuối cùng để em kết cái tập podcast ngày hôm nay, một câu mà em nghĩ là nó là cái idea của em lúc mà em set up và muốn phỏng vấn các anh chị. Đấy là nếu như mình được nói một điều với bản thân mình của tuổi 22, 24 lúc mà mình mới bắt đầu bước chân vào ngành nghề này thôi, thì anh sẽ muốn nói gì với mình của thời điểm đấy? Câu này giống như phim viễn tưởng. Ơi, em thích câu này lắm á. Anh thấy nhiều cái cuộc phỏng vấn hay hỏi câu này, anh trả lời là không nói gì hết, cứ y hệt như vậy mà làm. Tại cuộc đời giống như anh nói á, nó là một trải nghiệm, nó là một cái tree decision, you know. Anh quay lại anh đổi một cái điểm đó, nhưng mà chưa chắc anh đổi được cái điểm đến của anh đâu. Thành ra anh happy về những gì anh trải nghiệm trong 21 năm vừa rồi, anh đến được ngày hôm nay. Bởi vì cái dự trữ anh dùng cái journey á, nó rất là quan trọng. Cái journey là cái gì, mình biết cái hướng cỡ đó thôi, nhưng mà cụ thể bên trong những cái chính sách đó là em không đoán được đâu. Mà bây giờ anh có quay lại advice của em thôi, em chỉ advice đi được 3 bước thôi, mà con đường của em là 42 km, nó không có ý nghĩa. Thành ra là nếu mà quay lại thì anh cũng advice anh giống như một cái young student back in the day, whatever you want to do and you find a way along the way. Thế không phải là ví dụ như là giống như kiểu người ta hay nói là những điều tôi nên biết khi tôi 24 tuổi chẳng hạn đấy, thì ví dụ như là
anh không nghĩ là các bạn ấy nên biết cái gì vào cái lúc mà 22, 24 tuổi đấy ạ? Không, anh Không nghĩ phải mỗi đâu. cái trải nghiệm cuộc sống, mỗi cái hiểu biết, mỗi cái lựa chọn, không có cái nào nó sai hoặc nó totally wrong, totally right. Nó có một cái giá trị của nó, và nó làm cho cái lúc em đúc kết sau khoảng 20-30 năm đi làm thì em mới sẽ thấy là mỗi cái nó có một cái Steve Jobs hay nói connect the dots mà. Đúng Lúc rồi. em quay lại em connect the dots thì em sẽ thấy nó có một cái bức tranh nó xếp sẵn rồi. Thành ra đừng bắt anh quay lại đổi một cái puzzle trong bức tranh đó. Nhưng mà ở ở đây mình nói là vậy, nhưng mà bản thân mình mỗi lúc mình take một action, mình take một cái decision đó, mình phải rất là mindful. Đó. Biết. Thì anh nghĩ cái đó là quan trọng nhất. Chứ anh nghĩ không có decision nào right or wrong totally hết á. Và mỗi cái qua một cái đó mình phải học được, và một ngày nào đó tất cả các dots nó sẽ connect lại. Ok, hay. Rồi, thế thì bây giờ cuối cùng thì anh còn muốn nhắn nhủ một điều gì đến các bạn sinh viên actuary hay là các bạn học sinh cấp 3 đang đứng giữa quyết định chọn ngành, chọn nghề của mình? Anh nghĩ các bạn có thể bắt đầu bằng bất cứ cái ngành nào mà các bạn có trong đầu bây giờ. Bên anh đang apply cho con anh đúng không? Con có thích cái gì con cứ tìm hiểu qua bạn bè, qua internet. Nhưng mà mình phải biết mình đang tìm hiểu cái đó mà chọn lựa cái đó có một cái lý do của nó ha. Và anh believe là cái lựa chọn này nó cũng relevant trong khoảng 5-3 năm rồi, nó sẽ không có thay đổi, không có cái gì mà nó đặc biệt mà các bạn trẻ bây giờ. Nhưng mà quan trọng mỗi lần mình make một cái thay đổi, một cái decision mới, thì mình phải biết là tại sao nó là như vậy ha. Và mình phải biết là cái journey tiếp theo nó sẽ diễn ra như thế nào để mình đạt, ít nhất nó có những cái mục tiêu nhỏ nhỏ như vậy để mình đạt được, chứ không phải là ngày hôm nay mình thích cái này ngày mai thích kia. Nó không có một cái logic gì hết, nó phải có những cái logic, có những cái lý do. Thì anh hope là cái một lúc nào đó thì các suy nghĩ, cái độ trưởng thành, cái hiểu biết thì nó sẽ cho mình một cái lựa chọn đúng về nghề nghiệp. Mà anh hope là cái thời gian này nó ngắn, là đừng có sau 20-30 năm mà cũng biết mình chọn cái gì. Nhưng mà nó là một cái trải nghiệm từ lúc mà cấp 3 cho tới lúc đi học đại học, lúc ra trường làm một hai công ty. Even anh cũng vậy, anh làm công ty đầu tiên anh không chưa tưởng tượng anh làm nghề này nữa. Thì qua đến AA rồi đi học làm bên Hồng Kông, quay về đây mình mới rõ lần. Thành ra từ từ con đường nó sẽ rõ dần, nhưng mà mình phải biết ít nhất là mình đi cái lúc mình make cái decision là tại sao. Hay quá ha. Dạ, cảm ơn anh Nam đã dành thời gian cho Actual Podcast của tụi em ngày hôm nay. Thì hy vọng là với câu chuyện của anh Nam, các bạn là thính giả nghe của Actual Podcast cũng đã có thêm một chút động lực, cũng như là được truyền cảm hứng qua câu chuyện của anh Nam để có thể tiếp tục trên con đường hành trình. Bạn có chọn Actuary hay là bạn chọn bất kỳ một ngành nghề khác thì mình có mindful về cái quyết định của mình, và mình sẽ luôn cảm thấy tự tin, vui vẻ với cái quyết định đấy của mình. Dạ, thế vậy thì và em cảm ơn anh Nam. Còn hẹn gặp lại mọi người vào podcast tuần sau, thứ sáu tuần sau, với tập tiếp theo của podcast, và mình tin là cũng sẽ không kém phần thú vị với một vị khách mời khác. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.